tăng là bậc từ hòa nghiêm tình, dứt trần lao đảo quả viễn thanh, lục căn tình lặng vô sanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đường lai vô lượng thánh hiền, đời nay tăng bào phước biên, còn xin kính lễ theo duyên niết bàn. Bậc diệu hành thinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn, như lý hành thánh Phật Đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tám chung, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nhìn kính lễ một niềm thánh chung vô thượng phương biên thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng. Rồi, ngày mới, tháng mới, em xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trên kênh Nguyễn Hải Sầu. Hiện tại thì em đang có mặt tại chùa Xuân Quang Cổ Tự. Ở đây thuộc địa chỉ là thuộc ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, năm Quý Mão. Ngày Tây, ngày dương lịch của mình là ngày 19 tháng 7 năm 2023. Hôm nay em đến cúng đến viếng chùa Xuân Quang Cổ Tự ở khu vực xã Tân Phú. Em mới cúng xong rồi. Ở chùa em thấy đang trùng tu lại. Em muốn quay một số hình ảnh chia sẻ với cô chú anh chị bạn gần xa về chùa Xuân Quang Cổ Tự ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Củ Đồng Nai. Ở đây muốn vô chùa là từ ở ngoài đường chùa này gần chợ Tân Bình của chú anh chị. Người dân địa phương ở đây gọi là chợ Bến Cá. Đấy, cái đường ở ngoài mình vào á, là nếu mình ra phải á, là về đường 768, về xã Thanh Phú, chợ Thanh Phú. Còn phía bên trái là mình về xã Tân Bình, về làng Bưởi Tân Triều của chú anh chị. Đây chùa Xuân Quang. Xuân Quang thì thầy mới cho trùng tu lại mà chưa xong của chú anh chị. Làm cũng mấy năm rồi, làm hôm trước dịch tới giờ, mà cũng vẫn cũng chưa xong nhiều công trình, nhiều hạng mục chưa xong. Hôm nay là ngày đầu tháng âm lịch á, em đến viếng chùa, sẵn quay lại một số hình ảnh chia sẻ đến với chú anh chị bạn gần xa về chùa Xuân Quang Cổ Tự ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Củ Đồng Nai. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị bạn cùng em vào chùa để tham quan chùa nha. Thì ngôi chùa này nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà được cái khuôn viên nó cũng rộng. Bữa nay thầy chắc đi đâu rồi nên sáng giờ không gặp thầy. Chùa thì bữa nay giờ này còn sớm nên chưa anh viếng, sáng người ta đi làm á, tới trưa, chắc trưa tới chiều thì người ta đến viếng mới đông. Giờ này lúc 9 giờ sáng đó cô chú anh chị, sáng trời mây đen quá, mới vừa mưa phùn, em vừa cúng xong là trời mưa phùn luôn. Hình ảnh chắc nó sẽ hơi đen, hơi tối tí xíu. Rồi cô chú anh chị các bạn xem video có gì thông cảm nha. Ông rồng hồi trước là chưa xong nè, ở đây là có hang rồng, hồi trước một ông nè, trong đây một ông nữa nè, là hướng đầu ra ngoài phía mặt đường chính. Đây là làm cái thầy làm cái hồ để lọc nước để nuôi cá của chú anh chị. Lọc nước nè, cái này là cái giàn lọc, cái giàn lọc để qua đây thả cá. Tết Tết là vào dịp Tết là thầy hay làm những cái trang trí có trống trong trống gió rồi hoa cảnh rất là nhiều. Còn bây giờ đang trùng tu nên là chưa có sửa sang gì lại, nó còn quan sơ lắm. Phía trước thì có mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm ở trước nè. Còn phía trong chánh điện thì thời nhiều chư Phật đó. Phía bên đây
là thầy mới làm xong cái tượng Phật Di Lặc, mới sơn lại cái tượng Phật Di Lặc to ngồi đây, còn cái tảng đá ở đây đang làm chưa có ghi chữ gì hết, còn cái tảng đá lớn đây tí nữa không biết điêu khắc cái gì đây. Em sẽ qua bên đây với một số hình ảnh chia sẻ với chú anh chị. Đây là Phật, Đức Phật Địa Tạng Vương ngồi trên sư tử. Cái này là do những cái người Phật tử người ta quyên tặng của chú chị đây. Phật tử Chơn Hào Hồ Thị Phạn thành kính cúng dường. Bằng thạch nha quý chú chị, đá đá cẩm thạch đó quý chú chị. Bàn ghế nè, bàn ghế này, ghế gỗ này là do những Phật tử đã quyên tặng hết. Cái chỗ để thầy ngồi uống nước trà này kia, nói chung là chùa đang trùng tu nên chưa có sắp xếp bài trí nó gọn gàng lại, ngày nào cũng có người đến cúng dường, người quét dọn thôi chú chị. Lúc trước ở phía trong này là thầy thờ Phật với lại thờ chư Phật với lại những người Phật tử mà người ta không may ma, người ta bị mắc đó, thì ở đây thầy đọc kinh rồi cầu siêu. Trong đây đồ gỗ không à, hơi tối tí xíu. Phía bên đây có cái tảng đá to, bên đây có khắc chữ là Xưng Quang Cổ Tự rồi Khai Sơn, nghĩa là Khai Sơn là thành lập chùa này vào năm 1835, chứ là lâu đời lắm rồi. Trùng tu năm 2014 là lấy tên là Đại Hùng Vũ Điện, do giám đốc là Nguyễn Văn Dũng, pháp danh là Minh Hiếu, còn Nguyễn Thị Kim Châu pháp danh Diệu Nghĩa. Đây, quyên tặng cái này, nhà mai mốt cái tảng đá này chắc phải dời, chắc dời ra ngoài trước đó của chúng chị. Đây, những cái tượng Phật là cái này là ở đây các Phật tử ta quyên tặng hết. Còn ở đây đây có một cái cũng một cái tượng Phật Địa Tạng Vương là mới làm xong, để sơn xong. Đây, em sẽ qua khu vực phim đây, quay một số hình ảnh chia sẻ với chúng chị. Đây thầy là một cái số con số tiểu cảnh đây, trồng cỏ rồi. Ở đây có khắc chữ gì đây, phía đây mỗi bước chân đều chánh niệm. Chánh niệm gì ta, mỗi bước chân đều chánh niệm, mỗi bước chân đều chánh niệm, mô Di Đà Phật. Đây có đây, bên đây có Phật Thích Ca, Phật nằm nè của chúng chị. Có hai chú khỉ bên nè, hai chú khỉ hai bên tụng niệm nè, đọc kinh. Chùa này siêu nhỏ nhưng mà rất linh thiêng, ở khu vực xã Tân Phú này, xã Tân Bình. Đây khu vực phía ở đây thì người dân người ta chủ yếu đa số là theo Phật giáo của chúng chị, thì ở đây gần với nhà thờ Tân Triều, đây cách nhà thờ Tân Triều khoảng gần 2 cây số thôi. Đây là Phật Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, đây có thầy có để cái lò ở đây để tụng tụng A Di Đà đây, Mô A Di Đà Phật. Làm cái tiểu cảnh giống như Hòn Nam Bộ, Hòn Nam Bộ phía sau có ông rồng quấn qua này. Đây, Phật Phật Mẹ Quan Thế Âm được cái cởi rồng đây.
làm số tiểu cảnh đây để nó nuôi cá. Hồ giờ đơn, hồ giờ đang dơ lắm. Chưa, nói chung là chùa đang trùng tu lại nên nó còn bề bộn của chú anh chị ơi. Từ đây tới Tết thì chắc em hy vọng là xong, rất là đẹp. Tới Tết rồi đây biến chùa thì em sẽ quay lại cho cô chú chị xem hình ảnh. Đây, tảng đá này, cái này là do Đại Quan Thế Âm Bồ Tát, do Ngô Đức Tuấn, giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai phụng cúng này cô chú chị. Đức Tuấn, giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai mình có phụng cúng năm 2019 nha cô chú chị. Rồi, giờ em sẽ đi lên phía trên đi trên chùa vào chánh điện để quay của chú chị xem. Đây, nếu mà lên chánh điện thì chúng ta sẽ lên cầu thang này, đi có đường cầu thang như thế này lên. Lúc trước phía cầu thang là có để cái bảng ghi là xin để dép bên dưới á, không được mang dép lên trên. Ở đây thầy rồi với lại mấy cô mấy người cũng đường ta hai đứa chọn mà đi, nếu đi dép nhiều quá dơ lắm. Lên trên đó là chỗ tôn nghiêm mà mang dép đó rất là dơ. Đó, còn phía sau này thầy đang làm, thầy còn đang công trình đang làm gian dở. Phía sau đó là thầy khu vực đó, thầy để bốc thuốc đó, bốc thuốc nam để cho người dân người ta ai mà có bệnh rồi đó đến rồi bắt mạch rồi lấy thuốc để uống. Có hình cặp vòng hai bên nữa. Vị trí này không biết sau này thầy có dời không, em thấy chắc làm cố định luôn rồi. Mỗi bữa vô đây là thấy nhiều cây cảnh á, nhiều cây bonsai lắm. Bây giờ thầy dời ở đâu rồi không biết. Cái chùa này, cái cổng này nè, là Tết là thầy gắn trong trống. Giờ phải đi lên đi cô chú chị. Rồi đi lên. Cái này là bằng xi măng này, sơn, sơn cái màu đen đen đỏ nè. Phía trên này ngày thường rất là mát luôn, hôm nay trời mưa mát hơn. Đây cô chú chị, mỗi bữa nếu mà chùa làm xong đến chùa sạch sẽ lắm, tôm tắt lắm. Giờ đang tu bổ sửa chữa nên còn dơ và bề bộn các bụi xi măng nhiều lắm. Ở đây thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát trước nè, sư Quan Tự này. Rồi ở phía trước chánh điện ở đây, ở trên tầng 1 trên đây là thấy có một cặp tỳ hưu, cặp tỳ hưu do giám đốc Nguyễn Hữu Lý, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cũ phụng cúng ngày 26 tháng 12 năm 2022. Mấy cái trái châu, cái châu mà có đèn ở đây là mấy cái hôm Trung Thu với Tết là thầy hay mở lên, bây giờ nó cũ quá rồi. Chung ngôi chùa Sư Quan Cổ Tự này á, tuy nhỏ thôi nhưng mà nó có từ rất lâu đời, rất linh thiêng, nên bà con bá tánh khắp mọi nơi đến viếng thăm chùa, rồi khi cầu xin được cái gì á thì người ta cũng tặng với tà nguyện đó, cô chú anh chị. Đây, em sẽ vào bên trong quay trước cho cô chú chị xem nha, rồi mình đi phía bên ngoài mình tham quan nha. Đại Hùng Bửu Điện. Đó. Phía trước đây là có thờ Phật Chuẩn Bồ Đề nè, nhìn tay, nhìn mắt nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc trước lại có cái hai cái thùng cúng dường hai bên. Bữa nay thầy có trời đi đâu hết. Nốt khi nào hoàn thành xong chắc cũng thầy có để lại đó. Đây có một cái chuông này cũng cho Phật tử người ta quyến tặng này của chúng chị. Trong đây ánh sáng hơi tối. Cầu siêu Huỳnh Thị Diệp, pháp danh Diệu Mai, hưởng đại thọ 91 tuổi, mất ngày 19 tháng 6 năm Bính Thân. Bà là lớn tuổi. Đây, chuông cổ của chúng chị. Chuông cổ lâu đời lắm mà. Em đến chùa này cách đây mười mấy năm mà vẫn thấy cái chuông này. Cái chuông này chắc quyến tặng lâu lắm rồi.
phim đây thợ hậu pháp. Có một số người người ta mắc đó, người nhà ta gửi đến đây để cho thầy đọc kinh cầu siêu. Đây. Một cái bát hương ở đây. Đây thờ thờ Phật Thích Ca của chúng chị. Đây ở khu nguyên chùa thế này. Mọi người chúng chị xem. Phía trong đại hùng bưu điện rất nhiều bình lọc vừng luôn nha cô chú chị. Vừng một cặp bên đây, cặp hai bên trước là chỗ thờ Phật Thích Ca. Đây chỗ là chỗ này là thầy đi đọc kinh. Đây là có bảy bức tượng của các Phật hiệp sư. Phía sau là Phật tài tượng bằng gỗ luôn anh chị. Phật Thích Ca cũng tạc được bằng gỗ luôn, rất là to, cao. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây, Phật Thích Ca ngồi sau gốc Bồ Đề. Phía sau này nó hơi tối luôn chú chị. Đây. Đây là Thầy Quan Thánh Đế. Phía sau này thầy mở cửa, trên đây gió mát lắm. Thờ Phật Hoàng Sư. Phía sau này với lại mấy thầy trụ trì khi xưa ở đây mắt. Thờ các thầy, các sư hồi xưa. Đây có cái chỗ đi cúng dường Tam Bảo ở đây. Phía đây của chúng chị, phía đây là chỗ để kệ sách của thầy nè, có rất nhiều sách luôn, nguyên tủ. Phía đây là thập diện Diêm Vương. Đó, chỗ này để ghế nè, để sách lên để đọc kinh của chúng chị. Tiêu Diện Đại Sĩ. Một bên bên kia thì thờ thầy Hậu Pháp, bên thầy Tiêu Diện Đại Sĩ. Chùa rất linh thiêng luôn chú chị. Rồi cái trống này là do Phật tử người ta hướng tặng cho chú chị, cho giám đốc Trần Văn Rỡ. Giám đốc Trần Văn Rỡ. Lê Thị Quỳnh Như cùng cúng cầu siêu năm 2017. Cho Văn Thị Lâm. Chắc cho mẹ quá. Văn Thị Lâm là pháp danh Diệu Quỳnh, vẫn còn 81 tuổi. Lê Thị Kim Nhung, pháp danh Diệu Cúc Vĩnh Dương, 48 tuổi. Cái trống, trống bằng gỗ luôn chứ chị. Còn hai cái trụ để trống là chạm chắc rất là tinh xảo luôn. Đó, bằng gỗ. Rồi, mình ra phía ngoài của chú chị. Phía bên hông, phía bên tay trái bước vào của chú chị là bên đây là cái đình thần. Đình thần ấp Bình Ý, xã Tân Bình. Đình thần, đình thần cổ của chú chị. Có một cái cây xanh rất là to, cao, cao chắc mười mấy 20 mét, cao lắm, lâu đời lắm rồi chú chị, cái linh thiêng. Cái phía bên hành lang bên đại hùng bưu điện của chú chị. Đó, những cây cột này là bằng đá sơn. Gạch thì gạch tàu của chúng tôi, gạch tàu. Nhất bên đây là cái đình thần. Bên đây là chùa, bên đây là đình thần. Đình thần thì tới ngày tháng người ta hay đến cúng. Rồi, còn phía sau là quý chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Phía trên đây là thầy thờ cúng những cái gia đình thân quyến người ta gửi hải cốt vô đây á để đọc kinh cầu siêu á. Phía dưới cũng vậy luôn, phía dưới cũng vậy luôn. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát này là một kỳ liên đó, Phật một kỳ liên đại hiếu. Những cái công trình chưa hoàn thiện này của chúng vị nè, công trình chưa hoàn thiện đang dở dang.
thầy nói thì thầy nói là lúc trước hỏi thầy là công trình này khi nào thợ xong, thì nói cứ làm từ từ vậy đó, có kinh phí tới đâu thì làm tới đó, còn khi nào mà thầy cho thầy sức khỏe thì thầy làm cứ làm hoài, làm khi nào xong thôi. Phía ngoài nhìn vào đây cô chú anh chị, bên đây là có cái, đây là có cái đường xuống nè, đây mình muốn xuống dưới là mình đi cầu thang này xuống dưới đó, góc này xin đừng vui lòng để dép ở mặt thang dưới nè, bên đây là để những chậu hoa cúng dường đó cô chú. Bên đây là công trình chưa hoàn thành đang làm, phía đó là có khu vực cho thầy nghỉ ngơi với lại bốc thuốc ở phía đó. Em giờ em sẽ xuống phía bên đó xuống dưới quay cho cô chú anh chị xem khu vực chỗ của thầy hay bốc thuốc với lại chỗ thầy nghỉ ngơi nha. Quay một số hình ảnh chia sẻ với cô chú anh chị phía bên ngoài vào, cô chú anh chị phía bên ngoài vào là cái chỗ mà thầy đang công trình đang dở dang nè, không biết thầy xây cái gì bên đây. Còn phía bên đây nè, thì phía sau thầy trồng cây rất là nhiều đó, có cái chỗ thầy che cái mái để thầy uống trà với lại tiếp khách đó. Đây, đây thầy trồng nhiều cây vú sữa quý anh chị, trồng cây vú sữa quá trời nè, đang mấy cái gốc cây vú sữa nè, sau này trồng lại nè, chắc mười mấy 20 cây á, nhiều lắm. Một cái tượng Phật ở phía sau này nữa. Đây, trồng cây vú sữa. Đây, cái chỗ uống nước trà của thầy nè. Đây, thầy làm mệt, thầy nghỉ trưa. Thầy nghỉ trưa thì uống nước trà ở đây. Đây, có một cái cây, cây hoa dừa rồi phải. À, ra trái rồi, ra bông đẹp. Đây, phòng khám bệnh. Đây là phòng cấp thuốc, phòng khám bệnh của thầy. cấp thuốc này, có cái bộ tranh ăn quả, cái phòng khám bệnh từ 7 giờ đến khám bệnh thì từ 7 giờ 30 đến 1 giờ 30 này, phía sau thầy nuôi chó nhiều thấy chó sống chùa với thấy khách nó cũng quen đấy. Đây, phòng của quý cô, quý cô nghỉ ngơi ở đây. Phòng quý thầy là phía bên đây. Đấy. Chà, quen không mà, quen không mà chị. Bữa nay mùng 1 thấy mới người đến hả chị ha? Chưa, giờ này sớm, giờ này chắc ngày sớm chứ ít. Dạ. Phía sau rộng quá. Phòng này phòng đắp thuốc. Phòng đắp thuốc. Phía sau nhà bếp, khu vực nhà bếp đây rất là rộng luôn, để mấy mốt thầy đẩy đồ đẩy chai ở đây quá, thầy đẩy đồ chai ở đây nè. Ô, chú quay kỷ niệm thôi. Rồi đây là một số hình ảnh em chia sẻ đối với chú anh chị về chùa Sơn Quang Tự, xung quanh cổ tự tại ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Củ, tỉnh Đồng Nai. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn rất nhiều đã xem theo dõi video. Chúc quý cô chú anh chị các bạn rất là nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại, hẹn cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo.